chào mọi người, mình là Thu Hằng. Hôm nay mình muốn giới thiệu đến các bạn một sản phẩm vô cùng tiện lợi và hữu ích cho các nhà hàng, quán cà phê và quán trà sữa. Đó chính là máy đun nước tự động công nghiệp Juban. Máy có chứa dung tích lên đến 21 lít nước và có thể có tốc độ đun rất là nhanh, 50 lít trên 1 giờ. Máy đun nước tự động công nghiệp Juban tiết kiệm điện hơn rất là nhiều so với bình siêu tốc hàng ngày, bởi vì là nó có một cái lớp vỏ rất là dày giúp giữ nhiệt rất là tốt. Cũng như là khi mà mình sử dụng ấy ạ, mà cảm biến nhiệt của nó cảm thấy là nước bị nguội thì nó sẽ tự động đun. Lúc nào nhiệt độ của nó cũng là 100 độ C. Khi mà sử dụng thì nó có chế độ hẹn giờ, có thể tự động tắt bật. Mình sẽ hẹn giờ vào buổi sáng và tắt vào buổi tối cũng được. Rất là đơn giản và sẽ sử dụng mọi người ạ. Máy đun nước tự động công nghiệp Juban với giao diện 100% là tiếng Việt, vô cùng dễ sử dụng và rất tiện lợi. Mọi người hãy cùng tìm hiểu và tham khảo tại website của AutoShop. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người tại những video sau.